Đầu tiên xin chào tất cả các em cần rủ đam mê cá tầm thật quốc. Hôm nay tục lên một clip gồm một lô cần kiện nhật cho anh em. Rồi thì lô này em đang cho anh em là lô chiên cho anh em lô gần đánh cá lóc nha thật. Rồi đếm vô cụ thể từng mặt cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thì thanh toán với hàng loại một không clip em lên đó thì em sẽ nhận lại. Rồi cảm ơn anh em. Cái thứ nhất tham khảo. Thì cái thứ nhất em lên cho người là một cây lô gần cần gốc cho anh em. Thì cây này là một cây của NFT đó, hàng Anox anh em. Silly Shot. Thế cái này thì độ cứng là độ cứng khắc nha anh em, độ cứng khắc dài là 4m5 đó, độ cứng khắc dài 4m5 dạng anh em lưu gần đó. Thì cái này anh em lưu gần thôi, anh em đến lục đầu cần lục bền thì fan là fan siết hết nha anh em, chỗ fan là fan siết hết luôn đó, định vị đầy đủ đây, bát là bát full siết tam quan. Thì cái này nó tải mát á, độ cứng khắc tải mát ra tầm khoảng 60-80g nha anh em đó, tải dây be từ be số 3 be số 4. Đọt cái này đọt 2 ly 2, nặng là 327g đó. Càng còn xuất sắc nè, ngoại hình nó xuất sắc đây đó. Đây đó. Thì kiếm một cây rút mà Logan mà cỡ 4m7 cần rút này, thế này rất là khó luôn nè, định vị đầy đủ nha nè, cặp con sắn nha đó. Đây nè, xuất sắc nha đó, có xuất sắc đi tì. Fan thì fan shit nha nè, fan shit định vị đầy đủ hết nha nè đó. Đó. Thì cái lóng dưới đó là xếp thôi, lóng với chân này săn tít luôn nha này, cực kỳ đẹp nha đó. Định vị đầy đủ hết cho anh em nè đó, carbon sẵn như này, sẵn hai da định vị phen luôn. Bù xếp thì này bù xếp luôn đó, bù xếp đầy đủ, phen đầy đủ. Đó, fan là không lỗi lầm với chơi anh, ngoại hình thì có xuất sắc nha mọi người. Đó. Fan là fan ship hết nha, bộ ship mà chạy. Rồi, cái thứ nhất giá công khai là 2 triệu 2 cộng ship nha anh em. Đó. Cái thứ nhất 2 triệu 2 cộng ship một cái Logan 4m5. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 em bên cho người là một cây cần Logo 2m4. Thì cây này là cây ABG Pencil nha anh em, đó, hàng của Korea. Thì cái này dạng bán rất là nhiều nè đó. Thì cái này dài 2m4 nha anh em, dài 2m4 tải mồi từ 10-30g, độ cứng tương đương với độ cứng M nha anh em. Thì carbon là carbon sắn nha mọi người, bu là bu xít luôn, bu fuxi nha mọi người đó, bu fuxi đóng chữ fuxi nè đó, carbon là sắn nha anh em đó, góc dạng sắn hai da nè đó, carbon nha anh em, nguyên cây carbon bát fuxi fan fuxi đó, độ cứng M. Thì cái này nặng là 226g, đọt 2 ly 2, dài 2m4, tải mồi từ 10-30g, đọt cứng tương đương với M nha nè, đọt cứng tương đương với M, đó, dài 2m4. Cái này và anh em đánh giá thật là thoải mái luôn, đó, đánh lóc, đánh chẽm, câu trà chép tiểu kề hết. Rồi, cây số 2, giá công khai là 900k cộng ship nha. Tiếp theo cây số 3, cây số 3 em lên cho 10 là một cây Mastic. Cây Mastic này là một cây cần 3m nha nè, 3m. Fan là fan Fuji lỗ xám nè đó, cần còn rất là mới luôn, những bao ni lông bên đây còn này nè đó, bát là bát Fuji tam vàng, fan là fan Fuji lỗ xám đó. Thì cây này dài 3m, độ cứng tương đương với L thôi nha anh em, độ cứng tương đương với L thôi đó, tập khoảng L tập đó. L là M, tập khoảng L M, M L nha anh em đó, fan rất là mới anh em, cây này còn rất là mới luôn đó, không lỗi lầm chân nha anh em, ngoại hình còn mới bóng sáng hơn đó, rất là mới luôn. Thì cái này về chiên cho anh em câu chép nha anh em, đó, về câu chép có lăn xe thôi đó, sim mát dài 3m nha anh em đó, luôn thì độ cứng tầm khoảng M, tầm khoảng L đó nè, ML thôi nha mọi người đó, test độ cứng cho anh em luôn nè. Thì cái này nặng là 240g, đọt là 1 ly 8. Rồi giá công khai cây số 3 là 700k anh em đó, 700k. Thì cái này về anh em câu chép thoải mái, câu chép câu cha đó, đánh lăn xe. Tiếp theo cây số 4, cây số 4 lên cho người là một cây cần của Oceanside anh em đó. Thì cái này cái tem không số nó bị xuất sắc đây nè, nó mất tem nè đó. Cái này của Korea nha mọi người đó, tem sức đầy đủ, được đặc biệt là bộ fan này nó sửa bộ fan sheet nè, nó fan sheet rất là ngầu nha mọi người đó. Nguyên bộ fan sheet nha mọi người đó, đó. Thì cây này không lỗi lầm hết, nguyên bộ fan sheet luôn, góc là góc móc, bát là bát Fuji tam vàng. Thì cái này nó tải mồi từ 5-18g nha anh em, độ cứng tương đương với khoảng M, ML đó.
đầu tính tương đương với tầm khoảng L nha anh em, đó L đó, tầm khoảng L thôi, mà L thôi. Thì cái này nặng là 160 gram, đọt là 1 ly 6, tải mồi từ 5 đến 18 gram, tải dây từ 4 đến 12 lb. Độ cứng tương đương cái này khoảng L, ML nha mọi người. Đó, giá công khai là 1 triệu nha anh em. Cái này anh em về đánh thanh chấp. À, anh em đánh thanh đánh chấp. À, lùa lùa chẽm nha mọi người. Đó, lùa chẽm. Lùa hồng. Rồi, tiếp theo cây số 5. Cây số 5 là cho người một cây cần của Daiwa. Thì cây này Daiwa cũng là Daiwa Fancy nha anh em. Nó Fancy luôn. À, bát là bát Daiwa, bát đời cao. Thì cây này cây Daiwa hàng của Taiwan xuất Nhật. Thì cái này dài 2m7, 2m1 nha anh em, dài 2m1. Thì cái này độ cứng nó chỉ có UL thôi nha mọi người, độ cứng UL thôi, ultralight nè anh em. Đó. Thì tải mồi từ 5 đến 14 gram, tải dây từ 4 đến 10 lb. À, được cái đặc biệt là bộ cái này số bộ fan là fan sheet. Đó. Phía chân cao nữa nha anh em. Đó. Càng rất là mới nha mọi người. Cái này về cho anh em cái câu hành chấp thoải mái nha mọi người. Đó, câu hành chấp. À, lũ cá suối dạng đánh cá bóng đục đó nè, mấy cái này đánh thoải mái nè, đó. Thằng đây qua nha nè, đó, chữ đỏ trung tâm fan sheet đầy đủ mọi người. Thì cái đọt là 1 ly 8, nặng là 120 gram, giá công khai cái số 5 1.3, 1.3 nha nè, 1.3 cái số 5 1.3 và 21. Tiếp theo là cây số 6, thì cây số 6 là một cây full túi nha nè, full túi sắp hướng dẫn luôn đó. Thì cái này một cây Chipo hàng của Daiwa. Đây nè, Daiwa Chipo. Thì cái này dài là 2m, 2m75 nha anh em, 2m75, hai khúc, nặng là 270 g. Đọt là 2 ly nha anh em, đọt 2 ly, tải mồi từ 10 đến 40 g, tải dây từ 10 đến 20 lb. Thì cái này độ cứng nó tương đương với độ cứng MH nha anh em. Đó, MH. Cái này MH nha mọi người. Cái này quẹ anh em đánh lóc thoải mái luôn, đó, đánh vô tư. Đánh lóc, đánh chẽm thoải mái. Khá cứng nha, về anh em câu chép câu, giờ anh em lấy câu chép thay câu cha cũng được, lăn xe ok hết nha mọi người. Chất liệu là chất liệu carbon nè, đây nó sẵn đây, ở trong đây, đó, càng còn rất là mới luôn, cả mút còn rất là mới luôn. Bát là bát Fuji, fan là fan Fuji, đó nè. Đây, cây này khủy xuất Nhật nha mọi người, đó, càng còn mới khỏi bàn, bóng lưỡng đó nha mọi người, đó. Bù là bù xít nha mọi người, bù xít nha, đó. Carbon sẵn nha mọi người. Đó. Sẵn chìm nha. Tipo. Đây qua. Đây, cây số cái này cây số mấy trời. Cái này cây 1 2 3 4 5. Cây cây số 6 anh em, cây số 6 giá là 1 triệu 3 cộng ship nha. Đó. Hàng bao đẹp nha. Độ cứng MH. Tiếp theo là cây số 7. Thì cây số 7 cũng là một cây cần của Tipo. Cái này. Đó. Cái này, đó, cần của Daiwa anh em. Đây. Đó. Chipo. Thì cái này vẫn dài 2m7 nha anh em, dài 2m75 nè, đó. Độ cứng là độ cứng khắc. Tải mồi từ 10 đến 40 g, tải dây từ 10 đến 20 lb, hàng của Korea xuất Nhật. Ngoại hình thì bát cái này là bát Fuji nha anh em, bát Fuji. Đó. Foil vẫn là foil carbon sắn nha anh em. Đó. Thì cái này là cây đời sau của cây số này, cây số 6 nha mọi người. Đó. Đời sau thôi. Ở ngoại hình thì mới tin, à, không có lỗi lầm gì hết, hàng nguyên zin rất là ok nha anh em. Đó. Super. Thì cái này về anh em đánh lóc đánh nhá thật là vô tư nha anh em, đánh hành đánh hồng câu nhồng câu chẽm là khỏi chê. Đó. Rồi cây số 7 giá vẫn là 1.2 triệu cộng ship nha anh em, nó rẻ hơn cây số 6. Thì cái này nặng là 255 g, đọt là 2 ly mốt nha mọi người. Đó. 1.2 triệu cộng ship cái này. Rồi tiếp theo qua đây là cây số 8. Thì cây số 8 lên cho người là một cây cần 3m, hàng cho anh em Logan câu lóc. Thì cây số 8 lên cho người là một cây cần của Tika, hàng này hàng của China xuất Nhật mọi người. Cây này thì em lấy từ thị trường nội địa Nhật về nha mọi người. Đó. Đây nè, poise nó được sơn kim tuyến rất là đẹp anh em, bóng lưỡng luôn, nhìn nên khỏi chơi anh em. Cái cây này đánh ngoài nắng là rất là đẹp luôn nha mọi người. Đó. Bát là bát Tika anh em, bát Tika rất là đẹp nha mọi người. Đó. Thì cái này là một cây Tika soft dài 3m, độ cứng M nha anh em, độ cứng M. Đó.
Lỗ cứng mà lỗ cứng chuẩn cho anh em đánh lóc này, đánh giá thập này. Đó. Càng rất là đẹp nha anh em. Fan là fan Fuji nha mọi người, fan là fan Fuji nhá. Anh em, đúng chữ Fuji. Càng thì không có xước xát gì nhiều hết. Phôi thì đẹp. Quá đẹp. Lỗ cứng M thì tải tầm khoảng 40g nha anh em. Đó. Mát là tầm khoảng 40g. Thì tại cái này nó không để thông số nên em không có đọc. Đó. Rất là cứng nha nè, đánh lóc là thoải mái nè, mà có sức đầy đủ nha. Đó, đây thông số nó đây. Đó. Rồi cây số 8, cây số 8 nặng là 250g, đọt là 2 ly 2, giá công khai là 1,2 triệu cộng ship nha nè. Cây số 8 1,2 triệu cộng ship. Dạ anh em đánh lóc đánh chẽm câu hành câu câu cha câu chép liêu từ nha nè, câu là xe vô từ luôn. Rồi tiếp theo qua cây số 9, thì cây số 9 em lên cho mọi người là một cái hàng hệ hàng đai qua cán là cán bằng, thì dòng này dòng đai qua Hitland nha anh em. Đai qua Hitland X, dòng này cực kỳ hiếm luôn nha mọi người. Đó, bát là bát Fuji, bát Fuji, fan là fan Fuji Sit đây, fan chân cao luôn nha mọi người. Đó, cái này hàng này hàng của tay qua xuất Nhật nha anh em. Đó, coi ok em mọi người, fan là fan Fuji chân cao. Phần phụ xích xích, phần dẫn là 30 anh em. Đó. Bu là bu xích màu chày. Thì cây này về chuẩn đánh lóc luôn, đánh lóc Logan. Đồ cá nhồng, đồ chẽm. Thì cây này dài 3m, độ cứng MH anh em. Dài 3m, độ cứng MH anh em. Đó. Thì cái này tải màu từ 10 đến 50g, tải dây từ 10 đến 25 lb, mã có đầy đủ hàng tay qua xuất Nhật. Tay qua Hitland. Đó. Celitas. Thì anh em đánh hàng thì nhìn qua con này thì em biết hàng khá là chắc rồi. Đó, rất là hiếm luôn nha anh em. Lâu lâu mới về được một cây. Đó. Dòng Headland Francis, fan chân cao. Đó. Bao đánh nha anh em, bao nảy luôn nha. Đó. Rồi, cái này nặng là 225g, đọt dài là 3m, đọt là 2 ly 3. Đó, thông số tay mò thì em đã đọc rồi. Thì cái này giá cây số 9 giá công khai là 2,2 triệu nha anh em. 2,2 triệu cây số 9, ngoại hình cái này ra tập khoảng 95-93% nha anh em. Còn rất mới nha, chỉ keo ok hết, fan ok hết nha. Tiếp theo cây số 10. Thì cây số 10 em lên cho ngờ vẫn ok cần ăn chi cho anh em Logan. Đánh lóc, hàng này anh em săn đánh lóc thoải mái. Anh em ở Long An á hay lấy cái này đánh lóc. Thì cái này là một cây Ken. Cây Ken carbon sắn hai da. Đó. Nè, sắn quẩy cá đó, mọi người. Phen là phen Fuji Sit nha anh em. Đó. Sắn quẩy cá, bát là bát Fuji tam hoàng nha anh em, Ken luôn nè. Đó, tem dưới đây nè, đó. Ken cát nha anh em. Đó. Carbon hai da anh em, sắn tít. Ocean Blue. Đại dương xanh. Anh em. Sẵn khỏi chê mọi người. Đó. Sẵn tới đọt rồi nha mọi người. Thì cái này dài 3m3 nha anh em, dài 3m3. Chất liệu rồi, liệu carbon luôn, hàng carbon hai da. Đó, can cát mà có sức đầy đủ nè. Thì cái này độ cứng tương đương với độ cứng M nha anh em, độ cứng M thì tải mồi từ 10 đến 40g. Đó, tải dây từ 8 đến 20 lb nha anh em. Đó, độ cứng tương đương với độ cứng M, dài là 3m3. Đó nè, 3m3 nha. Đó. Độ cứng khá chỉnh cho anh em đánh lóc nha anh em, đánh lóc lùa gần, đánh bạo lực. Fan là fan sheet hết nha mọi người, fan sheet hết luôn. Đó. Thì cái này nặng là 295g, dài 3m3, đọt là 2 ly 2. Tải mồi từ 10 đến 40g, tải dây từ 8 đến 20 lb, giá công khai cây số 10 là 2 triệu nha anh em. Đó, giá 2 triệu. Cây này còn rất là mới nha mọi người. Đó, 2 triệu. Tôi âm lên cho người là cây số 11 nha anh em. Cây số 11 là cây cần của Ruby. Đó anh em. Đó. Thì cây Ruby này full túi nha anh em, full túi, full hộp nha. Đó. Thì cái này dài là 3m30. Dài 3m69. Đó, đọt là 1 ly 6, 3 khúc nha anh em, tải mồi từ 7 đến 21g. Độ cứng tương đương với L nha mọi người. Đó. Thì cái này là cái 3 khúc chi cho anh em luôn gần. Câu chép. Đây đó. Góc là 17.4 nha anh em, nặng là 330g.
Giá nó bán từ Nhật ra tầm khoảng 37.000 yên, đâu đó tầm khoảng gần 8 triệu nha anh em, 8 triệu 8 triệu rưỡi tiền Việt Nam. Đó. Thì cặn này rất là chắc nha anh em. Phôi là phôi sắn hai da, sắn ít. Tiếc cái độ cứng nó chỉ có L thôi nha anh em, độ cứng L. Đó. À, bát cực kỳ đẹp anh em, cái bát ưng cái bát. Nó có xuất sắc li ti nha mọi người. Đó. Phôi cực kỳ đẹp nha, phôi bao ngầu nha. Đó. Rất là đẹp nha mọi người. Đẹp mê ly luôn. Đây em sức đầy đủ nha, tay mở đẹp. Góc nó đây, đó, bát ra đây. Bát màu đẹp nha. Đó. Đây, cây số mua 1, cây số 1 giá công khai là 2 triệu 8 nha anh em. Đó, cây này về cho anh em Lugan đánh dạng đánh chép anh em, đánh chép thoải mái, rất là ok nha mọi người. Đó, dạng sưu tầm, phôi cực kỳ đẹp nha. Đó, góc lưng cái phôi luôn á. Đây, cây số 11 giá là 2 triệu 8 nha anh em. Đó. Cây số 12 thì cây số 12 em lên cho người một cây cần này cũng khá là hiếm. Đó. Cái cần này là cần xanh hết. Hàng Japan nha anh em. Đó, xanh đập chuối nè. Xanh của chuối nè, trên hết Japan đây nè, thông số nó đây. Đó. Bát là bát Fuji nha nè, bát Fuji cán làm cực kỳ đẹp nha nè, vuốt lại làm khá đẹp. Phôi là phôi cọc bằng sắn đây. Đó. Bù là bù xít nha nè, fan xít bù xít luôn nha, bù xít chống sắn fan xít luôn nha mọi người. Đó. Thì cái này đột cứng M về cho anh em luôn lóc luôn chẻm. Đó, lóc luôn chẻm câu lua hồng. Đó, câu muốn thoải mái. Phôi này phôi dạng phôi cứng nha mọi người, phôi khá cứng. Thì cái này dài là 1m98, đọt là 1.7, nặng là 105g nha anh em, nặng 105g, tải mồi từ 5 đến 21g, tải dây từ 8 đến 12lb. Giá công khai cây số 12 giá là 2 triệu 8 nha anh em, 2 triệu 8. Cái này đột cứng M nha anh em, ghi trên nhà sản xuất M. Test về anh em đánh giá thật là khỏi chê, có thể đánh giá thật được cho anh em. Đồ cứng này đồ cứng cứng nha mọi người. Đó. Phôi phôi dạng phôi cứng chứ không phải dạng phôi dịu. Nhấn đọt cho anh em xem. Đó. Rồi giá công khai cây số 12 giá là 2 triệu 8 cộng ship nha anh em. Tiếp thêm lên cho mọi người là cây số 13. Cây số 13 lên cho người một cái ban. Thì cái ban này thì nó full túi nha anh em. Đó, full túi luôn. Đó. Hàng này thì cái ban này là một cái ban nội địa anh em, hàng Japan. Fan là fan Fuji Sit. Đó. Bát là bát Fuji Tam Hoàng anh em. Cần nó xuất sắc nha. Đó. Đây, cần nó có xuất sắc. Đó. Fan là fan Sit anh em, fan Sit chân cao. Đây, nó có xuất sắc anh em. Đó, cần này có xuất sắc nha. Đó. Thì cái này độ cứng là độ cứng là độ cứng chuẩn cho anh em đua chẻm nha anh em, đua chẻm đánh cảm giác câu lóc về anh em lấy câu câu chép anh em câu chép dịch vụ á, mấy cái L này đánh cực kỳ cảm giác nha. Thì cái này dài là 2m28, nặng là 150g, đọt là 1.8, tải mồi từ 7 đến 21g, tải dây từ 8 đến 16 lb. Giá công khai cây số 13 giá là 2 triệu thôi nha anh em. Đó, cây số 13 giá 2 triệu thôi. Đó. Khoan ok nha mọi người. Đó. Rồi. Tiếp theo là cây số 14. Cây số 14 lên cho người vẫn một cây ban. Cây ban này full túi nha nè. Đó, full túi. Bát là bát Fuji Tam Hoàng. Fan là fan Fuji Sit. Đó, chân đen. Đó. Fan Sit rất là mới nha nè. Hàng vẫn là hàng Japan nha em. Hàng nội địa. Bát gắt mai cực kỳ chắc nha nè. Đó. Thì cái này dài 2m1 anh em, 2m1, độ cứng L. Đó. Độ cứng này về anh em luôn chẻm nè, thoải mái. Đó. Cây này còn rất là đẹp nha nè, đẹp hơn cây hồi nãy nhiều. Đẹp hơn cây số 13 nhiều. Phen D3 là 30. Thì cái này nặng là 137g, đọt là 1.5, dài 2m
24 và 21 nha anh em, và 21. Tải mồi từ 5,25 g đến 17,5 g, tải giá từ 6 đến 12 lb. Giá công khai cây số 14 là 2 triệu 2 cộng ship anh em. Đó, cây số 14 2 triệu 2 cộng ship. Tiếp theo cây số 13, cây số 15. Cây số 15 là cây cuối cùng em lên cho anh em này. Thì cây số 15 em lên cho người là một cây cần ban. Đó, cây ban. Thì cái này dạng cần săn hàng nha anh em. Đó, cây ban này là một cây ban cứng M, đó, cứng M. Dài 2m58 nha anh em, dài 2m58, phen là phen ca, chân ca. Đó, phen chân ca cao. Nè. Phen là phen full size set nha, chân ca full size set. Đó, độ cứng M, độ cứng này chuẩn đánh lóc nha anh em. Đó, cái ba này rất là nhiều anh em săn nè. Bô là bô full size set luôn nha anh em. Phen là phen chân cao. Thì cái này ngoại hình mới ra tầm khoảng 95%. Thì cái này nó về nó có một lớp bao ni lông nó còn bao lại nữa. Đó, em lấy ra sau cho anh em thì em sẽ đắp đó bỏ. Phen chân cao nha anh em. Đó, phen chân cao của phen xít. Rất là mới đẹp nha anh em. Đó. Độ cứng M nha, độ cứng M chuẩn cho anh em lóc nha anh em. Đó, lên lóc sẵn hàng. Đó. Hàng ba nha mọi người. Thì cái này nặng là 210 gram, dài là 2m58, tải mồi từ 10,5 gram đến 3,5 gram, tải mồi từ 10 đến 35 gram nha anh em, tải dây từ 10 đến 20 lb. Giá công khai cây số 15 giá là 3 triệu 2 cộng ship nè, cây số 15 giá 3 triệu 2 cộng. Đọt cái này đọt là 2 ly 2 nha anh em, 2 ly 2, 2 ly 3 nha anh em. Đó, tải mồi từ 10,5 gram đến 35 gram. Đó, cái thông số dễ mồi nó khá là xa nè, đánh thoải mái nha. Đó, rồi giá công khai cây số cuối cùng, cây số 15 giá là 3 triệu 2 cộng ship. Thì cái này được độ gốc nha nè, gốc này nó độ đo trọng nè. Đó, đánh chắc tay hơn nha nè. Đó, đây dạng gốc zin của nó đây. Đó, lấy soi cho anh em xem luôn. Đó, cái gù zin và cái gù này gù độ đo trọng nha nè. Đó, mấy nhật độ nha nè, cho em ở đây em không biết bỏ tay. Rồi, cảm ơn em nhé.